sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tôi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con. Xin ghé tai về bên con và giải cứu. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Xin trở nên thạch đồng để con dung thân và chiến lũy vương bền hầu cứu độ con. Vì Chúa là đa tạng, là chiến lũy của con. Lạy Chúa, con xin cứu con khỏi tay kẻ ác. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Bởi Ngài là đấng con mong đợi, thân lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ con. Con sẽ luôn luôn cậy trông vào Chúa. Miệng con sẽ luôn truyền sự Chúa công minh. Miệng con sẽ luôn truyền sự Chúa công minh. Và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi thanh xuân và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. Miệng con sẽ luôn truyền sự Chúa.